Xin chào mọi người. Bây giờ lại là ngày mới mọi người ạ. Chào mừng mọi người trở lại kênh của mình. Và lại là đi thăm bẫy mọi người ạ. Bây giờ 8 giờ sáng đi thăm bẫy. Mình phát hiện mấy cái dưới kia không có gì cả. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm bẫy của mình. Bởi vì tôi đóng rừng rủ nên cầm theo cái điện thoại nó khó khăn lắm mọi người ạ. Đây, chỗ này nó rộng rãi thì mình lại quay. Và đầu kia, phía trước kia là mình lại có một bẫy. Và mình thấy nó rung rung rồi mọi người ạ. Đấy. Bây giờ chúng ta hãy cùng mình xem như nào mọi người nhé. Ôi, một chuồn bực má, chuồn bực má mọi người ạ. Một chuồn, một con. Ok mọi người. Đấy mọi người nhé. Mình nhờ được một con nữa mọi người ạ. Ok. Con này khá khá đấy. Ngon. Ngon lắm mọi người ạ. Đấy, không hổ. Không uổng công mình. Hôm qua mình thấy phấn mà. Em mọi người ạ, con mọi người nhé.
Ok mọi người nhé. Vậy là được con đầu tiên rồi mọi người nhé. Rồi mình sẽ tiếp tục đi thăm bầy bầy tiếp theo nhé mọi người. Hy vọng là bầy tiếp theo sẽ có thành quả tiếp. Mọi người ạ, lại một bầy bật, nhưng mà bầy này này mắc con gì, con ếch trưng mọi người ạ. Mà con này mày hay chứ là thì mình gài lại cái bẫy này rồi mọi người nhé, cũng gần hết bẫy rồi à, mới được một con. Để mình gài lại bẫy này, mình đi đặt thêm vài cái nữa mọi người ạ. Sau 2 ngày đi đi đưa bẫy thì ngày thứ 3 lại có kết quả mọi người ạ. May thật, cảm giác nó đang phê mọi người ạ, mọi người đang sung sướng ấy. Tự nhiên này được một con như này thì quá chuẩn luôn. Đây mọi người ạ. Quá được đúng không? Đấy. Sau 2 ngày đi đâm bẫy mọi người nhá. Với số lượng là 30 cái bẫy. Thế bây giờ mình cũng đã thu hoạch được một con. Con này tầm khoảng 6-7 đàng kia ấy. Nó cũng nhỏ không được to đâu. Nhưng mà như vậy là được rồi. Gọi như một chút thành quả của bán đầu của mình. Để mình có động lực. Đấy, mình có động lực mình là đi lang thang trên rừng mọi người. Hôm nay là xác định là 2 giờ trưa 3 giờ trưa mới về. Đấy. Nên là như thế này là động lực quá lớn rồi. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Nếu mọi người thấy yêu mến mình nha, thì hãy để lại cho mình một like và nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình với mọi người ạ. Hiện tại thì cái kênh cũng có bật được quảng cáo mọi người ạ. Đấy, thì mọi người mà thấy quảng cáo thì cố gắng xem quảng cáo nó dài dài cho giúp mình một tí nhá. Thì có kinh phí, bởi vì quảng cáo thì phải phụ thuộc vào người xem họ xem như nào nữa. Để mình mới được tiền nhau hay ít thì là đó là cái kinh phí trang trải những cái cuộc như cái chuyến đi như này của mình mọi người ạ. Bây giờ thì mình đã thăm xong bẫy rồi, nên mình lại tiếp tục đi đặt thêm bẫy mọi người ạ. Mình nghỉ ngơi một tí nữa mình sẽ đi đặt thêm bẫy, và hy vọng video ngày mai thì sẽ có kết quả mọi người ạ. Lại có kết quả như này thì quá tốt rồi. Hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai nha. Hy vọng mọi người sẽ luôn theo dõi mình thì trong những video tiếp theo thì có tương tác, mình có động lực làm video mọi người ạ. Chào tạm biệt mọi người nhé, mình lại đi tiếp đây.